Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo họ Yên Hòa. Nhà thờ giáo họ Yên Hòa ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc giáo xứ Quý Hòa, giáo hạt Kỳ Anh, giáo phận Hà Tĩnh. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé.